Thôi hú gỗ vậy. Đâu má. Vô. Vô cái chuyện vô đó cho bụi. Đây ra. Hello cả nhà. Tiếp tục những gương mặt thân quen. Buổi chiều nay đi câu nữa cả nhà ơi. Hôm giờ mớm quá rồi. Ủa giờ cái cây thấy nó mất tiêu rồi đó. Nay mình với sư phụ mới tới điểm câu à. Ở đây là thuộc ấp 3 xã Vĩnh Tây ha. Chạy vô cái cặp cái đường kênh của cầu Giáng nè. Tìm bãi câu hả cả nhà. Giờ kiếm cá khó khăn quá cả nhà ơi. Thường hai trò có đi cái buổi chiều à. Nếu mà đi buổi chiều này chắc nếu mà đủ số lượng cá thì mình sẽ ra clip, còn không thì mình chắc tạm ngừng lại ha cả nhà ha. Để dành chứ bây giờ kiếm cá khó khăn quá. Được phải vô bì ở vô gì vô hủ câu mới ngon. Câu lan thì nó cá nó hiếm lắm cả nhà ơi. Nay người ta siệt cái đánh bắt cao quá. Bây giờ không còn số lượng cá nhiều nữa. Này vô hủ câu mới ngon. Giờ buổi chiều này mình câu được bao nhiêu thì được hay cả nhà ha. Còn nếu mà câu được 2-3 con thì chắc mình để đó mình sẽ đi câu chuyến khác thì mình sẽ ghép chung cả nhà ơi. Nếu mà hên thì được 5-6 con thì đủ chiêu chuẩn ra clip, còn không thì mình gác lại. Hai sư phụ chứ giờ thua bó tay, cá giờ khó kiếm quá. Thôi để dạy ra cần câu cả nhà ơi, cả nhà xem thông cảm ha. Gán cho sư phụ cái máy đi, sư phụ câu là dư clip luôn á. Rồi chiến bữa nào sắm cho sư phụ cái bờ rồ chính cho ông câu quay. Chứ giờ một người ra clip khó quá cả nhà ơi. Người cần ra clip á, người cần dính cá thì không thấy dính, còn người không cần thì dính ào ào. Rồi chuyện. Trời đất ơi, chưa câu gì đã mưa rồi. Bảo. Muốn lại cả nhà.
sảy thôi. Lắm mây bự ạ. Rồi máu không. Rồi đèn thui. Rồi tháo cá ra vậy. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Vô, vô, vô. Vô, vô, vô. Vô cái chân vô đó, vô hụt. Đây, ra, 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 ra. Ra. Đấy. Hugo, Hugo. Hugo, sư phụ này, Hugo. Hugo anh em ơi. Đó, đó. Chỗ đẹp, 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 đẹp. Dồi, đứt nhở luôn. Mất con cá luôn. Trời ơi. Trời ơi, con cá kìa. 2 kg. Bướm á. Thì ơi, cá nó thấy lên trời ơi. Con nhỏ này kỳ trời. Đủ mẹ chắc nó xúc móc quá. Không lẽ nó săn tô trúng nhỏ luôn ta. Cá dài thòn sao nó săn tô trúng nhỏ được kìa. Đủ đứt, chém đứt rồi. Rồi mất luôn cái giả luôn. Má không lẽ nó ăn ở trên đầu ta. Nghĩ mẹ cương lên luôn được quá trời. Trời ơi. Để cho nó nhảy đủ quá, đang quay phim. Rồi giờ điểm cả nhà ơi. Hồi kia cách chém nó nhỏ nhỏ không à. Anh em vô đây, vô trong cái đường đây nè, cũng ở đó luôn mà đi thẳng thẳng vô mút ở trong nữa, qua một cái cầu. Trong đây có ba cái đầm. Giờ đây khám phá thử coi. Đó, cả nhà thấy không? Rồi đi cả nhà ơi. Nãy giờ mình chưa dính được con nào hết. Trời ơi cái đường. Cái đường gì kinh khủng vậy? Này giống như đi trong rừng quá vậy. Trơn lắm nha. Này giống mình đi dây rừng sát quá. Hả? Ai biết. Nổ rồi, bự 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 rồi. Hugo rồi, Hugo rồi. Hugo rồi.
Rồi nó luồn về em mà. Mình lớn rồi nè. Trời ơi. Đó, rồi 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 rồi, Hugo rồi, Hugo rồi. Thôi Hugo rồi. Hugo, Hugo. Hugo, Hugo, Hugo. Có chứ. Tới thời, tới thời. Ừ hả, nó tỉnh Hugo chứ. Quay ngầm ngầm, ngầm ngầm á. Đó, có còn đóng một thật một cái á. Đó, lóc lóc. Lên tìm, này lên tìm cái lóc mà. Đâu rồi? Đi ra ngoài mé rồi. Đóng. Ờ. Đóng. Đóng. Cũng được, bộ ba lạng không? Đâu? Được rồi. Rồi. Ba lạng. Ốm, ốm quá, ốm quá. Thiếu mồi. Nó ở đây vậy thôi, nước mặn mà. Chi, trời ơi, trong quá câu gì chi. Nãy giờ làm nhiều hơn ta. Lụm. Lụm cái nhà ơi. Đó. Thank you.
đây cả nhà, bốn lồng lạn rồi đem tháo cá ha. Rồi giờ tối cả nhà ơi, thôi kết thúc video tại đây ha. Cái máy mình hồi chiều hết pin nên đang câu giữa chừng nó hết pin rồi, mình dẹp máy luôn, câu không sảy con Hugo, tiếc quá, mũi quá mũi cả nhà ơi. Nay thầy cho người được ba con chứ bộ, ba con người được có ba con cả nhà ơi. Có tưởng mớ mà được chứ, hôm qua mà được chắc hai con nữa quá, bữa nay sảy cá lớn không. Dính cái nhỏ mà sảy cá lớn quá. Okay. Ba chú đó, cũng được hai con bự nha. Trời ơi mà không biết, sư phụ cũng có ba con mà cũng chắc cỡ mình nữa cả nhà. Đây, tối quá vậy thôi không đỡ sơ sơ đi đó cả nhà, ba con bự ha. Thôi về cả nhà ơi, tối quá rồi. Vậy sư phụ ơi, chào cả nhà nha, hẹn gặp lại. Bữa nay mình sẽ ghép chung với clip hôm qua. Hôm qua cũng bị mớm rồi, hôm nay xém mớm. Hôm qua ta được 3 con. Rồi, nếu cả nhà thấy video thú vị thì cho mình xin một like và đăng ký kênh, ủng hộ kênh nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip tiếp theo ha. Chào cả nhà. Vậy thôi.